Cảm ơn quý vị luôn quan tâm theo dõi kênh Trang Thanh Nguyễn HD của mình. Để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình, đừng quên bấm đăng ký kênh của mình nhé. Và các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cùng với các bạn cách làm món bánh ướt ngọt nhân đậu xanh và dừa. Đậu xanh này thì mình đã ngâm với nước lạnh 2 giờ, sau đó vớt ra để ráo. Đậu xanh này vào nồi. Ở đây là mình chọn cách là nấu. Còn nếu các bạn không thích nấu thì các bạn có thể hấp đậu xanh nha. Mình cho 1/2 muỗng cà phê muối vào chung với đậu. Mình cho vào đậu này 250ml nước. Hoặc là các bạn thấy cái nước nó hơi hơi ngập đậu như thế này là được. Mình cho vào đậu một ít lá dứa. Mình sẽ nấu đậu thật nhỏ lửa cho đến khi đậu chín là được. Khi đậu sôi thì mình sẽ mở nắp ra và nấu cho đến khi đậu cạn nước. Các bạn cứ để đậu sôi như vậy, hạn chế sơ đậu. Vì nếu sơ đậu nhiều quá thì đậu sẽ bị bể. Khi đậu nó cạn nước như thế này thì mình sẽ đậy nắp lại và để mức lửa nhỏ nhất cho đến khi đậu chín, thông thường là khoảng 10 phút. Nồi đậu này sau khi cạn nước và mình nấu với lửa nhỏ được 10 phút, mình sẽ tắt lửa và để yên nồi đậu như vậy cho đến khi nào đậu nguội hẳn. Các bạn nhớ là mình không được xới đậu nha. Đây là 150g bột năng, mình sẽ cho phần bột năng này vào trong thố. Mình cho vào đây 50g bột gạo, cái bột gạo này là bột gạo lọc cho nên nó hơi có cục cục như thế này nè các bạn. Mình cho vào hết luôn. Mình cho vào đây là 1/2 muỗng cà phê muối, 4 muỗng canh đường. Trộn đều bột, đường, muối. Ở đây mình cho trước 450ml nước vào nha các bạn. Mình không cho nước vào một lần mà mình chia ra làm nhiều lần cho nước. Mình trộn đều bột. Mình lại cho nước tiếp tục vào. Mình cho hết cái nước này vào luôn. Mình sẽ lượt thố bột này qua một cái rây. Nếu kỹ thì các bạn có thể lượt lại thêm một lần nữa. Mình sẽ đậy kính thố bột và ủ bột trong thời gian 1 giờ rồi mới đi đổ bánh. Đậu này mình đã để cho thật là nguội. Mình sẽ vớt những cái lá dứa này ra nha các bạn. Sau khi ủ bột được khoảng chừng 45 phút thì mình mới trộn phần nhân bánh. Mình không trộn nhân bánh trước nha các bạn. Và các bạn thấy đó, đậu mà mình nấu trên bếp ga như thế này, đậu chín mềm mà không hề bị khét. Đây là 150g cơm dừa mà mình đã bào xong. Mình cho dừa nạo này vào chung với đậu xanh. Mình trộn đều đậu và dừa này. Và các bạn thấy đó, cái đậu xanh mà mình nấu như thế này nè, đậu vẫn không hề bị khét. Và mình có một cái đĩa nhân bánh thật là ngon lành luôn. Bột này sau khi mình đã cho bột nghỉ 1 giờ, bánh ở đây nó có hai màu, cho nên mình sẽ chia cái bột này ra làm hai phần. Lượng bột này là khoảng 600ml nha các bạn. Mình sẽ chia ra mỗi phần như vậy là 300ml. Đây là phần nước cốt lá dứa mà mình đã chuẩn bị sẵn. Cách lấy màu lá dứa như thế nào để thật đậm và thật thơm, mình cũng có chia sẻ ở clip trước. Nếu các bạn quan tâm thì xem lại nhé. Thì mình sẽ cho vào trong bột này.
2 muỗng canh nước cốt lá dứa. Phần bột này các bạn có thể để màu trắng cũng được, hoặc nếu các bạn thích màu nào thì các bạn sẽ cho vào màu đó. Cái bánh này nó có cái màu đỏ của cúc, cho nên mình sẽ cho vào trong cái tô bột này cũng 2 muỗng ăn canh gấc. Cách lấy màu đỏ cúc như thế nào mình cũng có chia sẻ ở clip trước, nếu các bạn quan tâm có thể xem lại giúp mình nhé. Sau đó mình sẽ cho vào mỗi phần bột 1 muỗng ăn canh dầu, trộn đều bột. Mình sử dụng cái chảo này là chảo chống dính. Mình quét một ít dầu ăn vào chảo. Nếu các bạn có cái chảo khoảng chừng 20cm là vừa. Cái chảo này của mình nó hơi lớn, nó đến 24cm. Khi đổ cái bánh này thì mình không có để cái chảo quá nóng. Chảo gần nóng là mình sẽ cho bột vào. Nếu không thì cái bánh nó sẽ rất là dày và các bạn sẽ đổ không được nhiều bánh. Khi các bạn thấy cái bánh nó hơi phồng phồng lên như thế này là bánh nó đã chín. Mình sẽ đổ tiếp cái bánh thứ hai. Mình sẽ làm tương tự như vậy cho đến khi hết số bột là được. Để cho cái phần bột này nó nguội nguội nha các bạn. Và mình có thể mình sửa lại cho nó thẳng ra. Sau đó mình sẽ cho nhân vào. Mình cuốn hai cái mép bột vô. Sẽ đổ cái bánh màu gốc tương tự như bánh màu xanh lá dứa nha các bạn. Được tất cả là 14 cái bánh đó các bạn. Và mình sẽ cho lớp thứ nhất, cho mè lên cái lớp thứ nhất này. Thấy cái bánh này cái màu nó hơi khác khác đó, là tại vì cái bột dư của màu gốc với màu lá dứa mình để chung thành cái đó các bạn. Bạn thấy cái bột bánh nó rất là dai nè. Kính chúc quý vị luôn vui, khỏe, xin kính chào.
chào và hẹn gặp lại.